Clip này chúng ta sẽ thực hiện một loạt bài test để thử thách con máy vừa hút ẩm, vừa lọc không khí, lại vừa sấy quần áo mà giá rất rẻ này. Test luôn. Tất nhiên là quần áo này tôi dập nước vào đây. Là máy hút ẩm kiêm lọc không khí Ulti LUK016. Ôi, nhỏ như này nhưng mà cực kỳ nặng, bởi vì nó có 3 tính năng trong một mà. Ngày nắng, ngày mưa, chế độ sấy quần áo. Mùa nồm này cực kỳ khó chịu, bàn ghế thì liên tục bám bụi, nền nhà liên tục ẩm ướt, các đồ gia dụng, điện tử tuổi thọ xuống thấp kinh khủng. Mua rất đắt tiền nhưng mà để ngoài thì auto hỏng. Thế nên cái máy hút ẩm là cái nhu cầu thường có của tôi, nhưng giá nó rẻ, phải test. Bài test thứ nhất, hút ẩm. Tôi sẽ mô phỏng một căn phòng có độ ẩm cao như ngày nồm. Đấy, độ ẩm nó tăng lên ngay lập tức này. Ảo thật đấy. Cho nó test hút ẩm trong vòng 20 phút xem hiệu quả như thế nào. Chọn chế độ ngày mưa. Chế độ ngày mưa sẽ auto đưa độ ẩm ở trong căn phòng xuống 40% RH. Sau khoảng 30 phút bật máy thì bây giờ độ ẩm không khí đã được giảm xuống 42% RH, tức là độ ẩm khiến cho chúng ta cảm thấy dễ chịu. Khô. Test sang chỗ khác nhá. Khô luôn. Đấy. Bài test này chỉ là tương quan thôi, bởi vì sàn nhà để không thôi nó cũng khô được. Nhưng bạn phải hiểu là điều kiện thời tiết hiện tại tôi đang quay video là Hà Nội. Vào giữa những ngày tháng 9 khoảng tầm trung thu ấy thì ngoài trời mưa rất nhiều, nhà nồm ẩm rất nhiều. Cả ngày nó sẽ ướt, nó không thể nào mà khô được. Cái độ ẩm đấy thì nó sẽ đi đâu? Thì đây, nó đi về đây. Nó được cụ thể hóa bằng lượng nước này. Ôi nhiều phết. Á đủ, từng này nước mà hất vào những cái đồ điện tử nhà mình thì nó chả hỏng. Mùa đông trời mưa cực kỳ khó khô quần áo, mà phơi trong nhà thì nó còn hôi. Tất nhiên là quần áo này là tôi dập nước vào đây chứ. Có cả 3 chất liệu: vải lông, vải thường và vải cốt tông. Độ ẩm bây giờ lại cao, lên 63%. Đèn báo hiệu đã là đèn đỏ. Với cái mức giá trung bình của con này thì nó có một tính năng cực kỳ giá trị, đó là sấy. Chế độ sấy. Chip. Sau khi bật xong, đợi trong khoảng 1 tiếng. Mà muốn nó khô nhanh thì chắc là chúng ta cover nguyên một vùng không gian chỗ phơi khô này. Rồi, 30 đến 45 phút chúng ta cùng check máy. Đèn báo hiệu đã chuyển sang đèn xanh lá cây. Cái áo cốt tông. Đấy. Đã khô hoàn toàn. Cái áo hai lớp dày hơn một chút. Cái khăn mặt bông à, nó vẫn ẩm một chút. Đấy. Đối với bản thân tôi thì cái khả năng sấy này nó là ấn tượng. Và đặc biệt là tôi đã quay vào rồi nên thời gian sấy rất nhanh. Sấy nhanh thì nó thế nào ạ? Nó không bị hôi. Trước khi mua những con máy hút ẩm, có một vấn đề rất đần của mấy con máy này. Đó chính là gì? Sau khi sử dụng một đêm. Ôi, nhìn này. Ôi, bình to đến mấy thì sau một đêm ở độ ẩm Việt Nam nó vẫn tràn bình. Vì thế nên khi chọn máy hút ẩm thì bạn hãy chọn mấy con máy như con máy Ulti này. Nó sẽ có một cái lỗ thông này và chế độ vòi hút 24/24. Đó, và nối ra bất kỳ đường ống nào ngoài ban công. Như thế là nước sẽ được chảy ra liên tục. Bạn sẽ không phải lo vấn đề là sàn nhà bị ướt sau một đêm. Nằm ở một chỗ nghỉ ngơi, máy ở một góc nhà, lúc cần dùng tắt cũng được, bật cũng được, áp đẹp lung linh. Mà tại sao đến bây giờ những cái ông lớn chưa ông nào làm cái áp đẹp như thế này? Chỉnh phần trăm độ ẩm này. Cái máy Ulti này nó sẽ có cái tính năng kép là vừa lọc không khí, vừa khử mùi bằng carbon hoạt tính hóa xanh. Cái này sẽ hợp với những cái văn phòng có quy mô tầm khoảng là 30-45m², phù hợp với những gia đình nhất, có thể vừa hút ẩm trong mùa đông, lại còn vừa sấy được quần áo, lại còn lọc được không khí. Mà không khí Hà Nội bạn biết rồi, kể cả ở trong nhà, mật độ bụi trong không khí cũng rất cao, nên có một cái máy lọc không khí mà cái máy lọc đấy lại còn sấy được, lại còn hút ẩm được, thì đây là một kèo thơm. Long Khoa Học, review khoa học.